viện Đa khoa Nghi Lộc chúng tôi đang trên đà phát triển, lãnh đạo tận tâm, nhân viên nhiệt huyết, đồng sức đồng lòng, tất cả vì sức khỏe nhân dân. Đời thầy thuốc nguyện thề tim hứa, cứu bệnh nhân chan chứa lòng thành. Tâm hồn như áng mây xanh, mọi người sức khỏe, an lành, niềm vui. Mời mọi người đến bệnh viện chúng tôi, khi đến với Nghi Lộc chúng tôi sẽ gần ngay từ khâu tiếp đón. Bác sĩ tận tâm khoa phòng xanh đẹp để xứng danh thương thân, coi bệnh nhân đau như chính mình đau đớn. Khám bệnh điều trị đấy là việc lớn, nhưng cắt tóc gội đầu là hoạt động giúp đỡ bệnh nhân. Khi đã khoác lên mình chiếc áo của lương y thì phải rộng rãi cho xứng danh tư màu. Bên cạnh chuyên triển khai nhiều hoạt động như giúp đỡ bệnh nhân nghèo và bát cháo của tình thương. Bệnh viện chăm lo công tác của tuyên truyền với nhiều góc truyền thông để nâng cao sức khỏe. Tất cả vì bệnh nhân chúng ta toàn đơn vị hăng hái nhiệt tình. Bệnh viện của tình thương. Mô ấy, lấy mau làm xét nghiệm ơ mô ấy. Dạ. Chào bác, cháu có thể giúp gì cho bác được không? Ồ, cháu tôi hỏi đường đi lên khóa xét nghiệm ơ mô. À bác ơi, bệnh viện cháu nay đã có khu lấy máu tập trung rồi bác ạ. Bác không cần phải đi lên tận khoa xét nghiệm nữa đâu. Mời bác đi theo cháu. À thế à, chà, bây giờ đi khám sướng thật đó. Có nhân viên đưa đi đến nơi đến chốn. Dạ. Bác sĩ thì giỏi, khóa phòng thì máy điều hòa mắt lạnh. Dạ, bây giờ nhân dân ôm đau sướng rồi. Dạ, không những thế, bệnh viện cháu bác sĩ nay chuyên môn rất tốt và thực hiện được nhiều kỹ thuật khó bác ạ. Thế à? Bác sĩ Tú chuyên mổ sản, bác sĩ lĩnh vực chẩn thương, bác cũng tài cầu gặp tình nhớ thương. Mổ bác cô là bác thơ con. Ôi tuyệt vời quá. Thế rồi chúng tôi cũng không ngờ nhỏ nơi tiêu hòa bác thơ quỳnh có sức cấp cứu bác thơ công. Thế thì lấy bác viện, bác thiên, bác tha cùng hề hai chuyên khoa bác công bác tình rất giỏi. Mọi người đều rất ngờ giỏi. Ôi tuyệt vời. Kính thưa quý vị, về với sân khấu hôm nay, đội tuyển của bệnh viện đa khoa chúng tôi gồm các thành viên sau: Văn Hiền hăng say, Thu Hà đoàn kết, Kiều Anh uy tín, chất lượng thái đoàn, chung tay đồng lòng, Huy Cường văn vũ, nhiệt tình hiệu quả, Minh Đức hoài thu, Trần Khánh là tôi, Thu Hằng xinh đẹp, cùng nhau chung sức, hướng tới hội thi, học hỏi cũng vì, hướng tới hài lòng người bệnh. Và để nối tiếp chương trình, sau đây là màn tiểu phẩm của đơn vị chúng tôi được mang tên Chuyển tải phòng cấp cứu. Tiết mục từ biên, từ đạo và từ diễn của Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc xin phép được bắt đầu. Có bệnh nhân cấp cứu, nhanh chóng chuyển bệnh nhân lên cao. Cấp cứu! Bệnh nhân đang mất máu rất nặng, nhanh chóng băng bó vết thương, lập đường truyền tĩnh mạch cho bệnh nhân nhanh chóng. Quán tôi với. Bác sĩ đang rất cố gắng, di cứ bình tĩnh. Bác sĩ ơi. Cứ quán tôi. Bảo bác sĩ bệnh nhân huyết áp 80 đến 40, mạch 120 lần đến phút. Bệnh nhân đang có tình trạng sốc rất nặng. Nhanh chóng lập đường truyền tĩnh mạch và liên hệ máu chuẩn bị truyền cho bệnh nhân.
Dì ơi, dì cứ bình tĩnh đi. Bác sĩ, để bác sĩ làm nhiệm vụ. Dì ơi. Báo bác sĩ, bệnh nhân nhóm AB, hiện tại bệnh viện mình chỉ còn một đơn vị ạ. Tình trạng bệnh nhân đang rất nặng, hiện tại cần ít nhất 2 đơn vị máu. Nhanh chóng liên hệ ngân hàng máu sống của bệnh viện. Nhóm máu AB à bác sĩ, tôi nhóm máu AB, tôi tình nguyện hiện cho bệnh nhân. Được rồi, nhanh chóng chuyển bệnh nhân vào phòng cấp cứu chuẩn bị truyền máu. Điều dưỡng Hà đi lấy máu cho bệnh nhân. Bác sĩ ơi, bệnh nhân này xử lý thế nào bác sĩ? Cứu con tôi với. Bệnh nhân này chỉ có vết thương xây xước nhẹ, chuyển vào phòng tiểu phẫu để xử trí vết thương cho bệnh nhân. Bác sĩ ơi. Mẹ ơi, anh Cường ơi, người bác sĩ, bác sĩ ơi cho tôi hỏi. Chị là ai ạ? Mẹ tôi và anh tôi vừa bị tai nạn vào đây. Bệnh nhân Cường phải không ạ? Vâng, đúng rồi bác sĩ. Vâng, bệnh nhân vào đây trong tình trạng rất nặng, chúng tôi đang tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân. Thế ai mẹ tôi thế nào ạ bác sĩ? Bà Thu chỉ vết thương xây rất nhẹ, đề nghị chị hãy bình tĩnh. Bác sĩ ơi, anh tôi nặng lắm mà bác sĩ. Vâng, tình trạng rất nặng nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết mình. Bác sĩ, tôi lại bác sĩ. Bác sĩ hãy cứu anh tôi. Anh tôi không thể chết được bác sĩ ơi. Chị ơi, anh tôi nặng như thế, bây giờ anh tôi không bước rồi. Chị ơi, chị hãy giúp tôi đi. Chị hãy bảo bác sĩ cứu anh tôi đi. Anh Cường ơi. Giờ thì anh ơi sắp rời xa thế gian này. Lòng em đau đớn, đớn đau tổn. Cường ơi, con đâu rồi? Đây, phòng cấp cứu đây rồi. Kìa, Khánh, mẹ mới mô. Cha, con Cường mô. Trời ơi, mẹ với anh Cường bị tai nạn. Tai nạn à? Bác sĩ nói anh Cường bị nặng lắm cha. Ai đã gây ra tai nạn cho con tôi? Cha ơi, không phải anh gây tai nạn đâu cha. Rượu thì rắn. Mà chỉ vì anh đã dùng rượu bia con phóng nhanh, vượt ẩu không làm chủ thân mình nên gây tai nạn mà thôi. Trời, có thật là thế không sao đến nông nổi. Chỉ có con tôi mới tăng thêm cuộc sống. Nhưng mà để đây thì làm sao có niềm hy vọng. Con có chuyện gì thì cha đây khổ lòng con ơi. Cha tìm cách nào cứu anh đi cha. Không. Con sợ. Không được rồi Khải ơi. Con sợ anh Cường. Anh lên tuyệt trên, bây giờ thằng Cường ở đâu? Cha ơi, anh Cường bảo anh Cường bị bác sĩ lên cấp cứu ở đâu nữa chứ? Bác sĩ đâu? Mở cửa ra! Này bác, đề nghị bác bình tĩnh giữ trật tự. Đấy là phòng cấp cứu của bệnh viện. Anh là ai? Tôi là bảo vệ ở đây. Báo không nói chuyện này. Bác, anh Đức, có vấn đề gì màu nào thế hả anh? Thưa bác sĩ, đấy là người nhà bệnh nhân Cường vừa mới vào cấp cứu ạ. Bác là thế nào với bệnh nhân ạ? Tôi là bố của thằng Cường. Vâng, mời bác ngồi đây, tôi sẽ giải thích tình trạng. Anh ngồi đi. Dạ. Vâng, mời bác ngồi đi. Bác phải bình tĩnh thì tôi mới thể giải thích được. Thì ngồi. Anh nói đi tôi nghe. Vâng. Trời. Đề nghị bác hết sức bình tĩnh. Giới thiệu với bác, tôi là bác sĩ Hiển, trưởng phòng cấp cứu, người đã cấp cứu cho bệnh nhân Cường và bà Thu, vợ và con anh. Bệnh nhân Cường vào đây trong tình trạng sốc mất máu rất nặng, đã được chúng tôi tiến hành truyền máu và xử trí vết thương. Hiện tại bệnh nhân đang được theo dõi chặt chẽ ở trong phòng cấp cứu. Sốc quá. Mất máu á, ở đây thì làm sao mà cấp cứu được. Bệnh nhân đến, chưa có tiền, chỉ có chết. Tôi yêu cầu anh, phải chuyển con tôi lên thuyền trên. Vâng, đề nghị bác hãy bình tĩnh. Tình trạng bệnh nhân đang sốc rất nặng, chưa thể chuyển viện được. Tôi hỏi anh, bây giờ tôi để con tôi ở đây, anh có đảm bảo tính mạng cho con tôi không?
Vâng, bệnh nhân khi đã vào đây, mọi vấn đề về chuyên môn chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Anh phải nên nhớ rằng nó là thằng con trai duy nhất của tôi đấy. Thôi được rồi, cấp cứu. Này, cấp cứu này. Nhiều bác. Ông lại đánh người ta như thế. Ba. Ông. Ba có biết không? Đây là người đã có máu cứu sống con mình không ông? Ôi, tôi xin lỗi ông. Không sao đâu bà. Cháu hiểu tâm lý của bác ạ. Ông. Rắn. Ông bình tĩnh đi ông. Bình tĩnh. Ông bình tĩnh đi ông. Báo bác sĩ, bệnh nhân Cường đã tỉnh lại, mạch huyết áp ổn định ạ. Ông bình tĩnh. Được rồi, có thể cho người nhà vào gặp bệnh nhân. Vâng ạ. Vợ. Dạ, chào bác. Bệnh nhân Cường đã tỉnh lại, mời người nhà vào gặp bệnh nhân ạ. Cường. Cường ơi, ông ơi. Con có bị gì không con? Cha. Con ơi. Mẹ. Trời ơi. Con đỡ nhiều rồi. Ông. Con tao lo. Con tá dư. Bác sĩ cấp cứu con dương tình rồi ông ạ. Mẹ con nhà bác con mất thân hồn. Ông đi ra đó làm thủ tục cho con vào viện đi ông. Được rồi. Cái này. Vâng. Thế thì ông nhớ nè. Xin lỗi bác sĩ đi ông nhá. Chết được. Đâu không con. Dạ. Chào bác sĩ. Vâng. Chào bác. Dạ. Bác đã gặp được vợ và con chưa hả bác? Dạ. Tôi đã gặp được vợ con tôi rồi. Tôi cảm ơn bác sĩ. Tôi nóng tính quá. Vâng, bây giờ bác đã đỡ lo rồi chứ ạ? Vâng, bác sĩ ạ. Tình tôi đây không phải người thô lỗ mà lo cho sức khỏe của con mình. Tôi cứ đinh ninh không tiền la không chừa, ngờ đâu bác sĩ vẫn chưa kỳ tận tâm. Chờ tôi đã hiểu ra, tôi ngàn lần xin cảm tạ. Vâng, tấm lòng của bác chúng cháu hiểu. Và đây cũng là nỗi lòng của những người nhà có bệnh nhân vào cấp cứu ở đây. Nhưng chúng cháu mong rằng các bác phải giữ được bình tĩnh để chúng cháu còn cấp cứu cho bệnh nhân. Vâng, bệnh viện vâng, chúng cháu. Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi bác sĩ ạ. Công nhận bây giờ bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc chúng ta tốt thật. Không có tiền mà vẫn cứu bệnh nhân. Tốt thật đó, tôi xin cảm ơn các bác sĩ ạ. Vâng ạ, bệnh viện chúng cháu làm việc với lương tâm của người thầy thuốc. Tất cả những trường hợp đến đây đều được chúng cháu cấp cứu hết sức nhiệt tình. Cho dù không tiền, không người thân, chúng cháu vẫn làm hết sức có thể. Vâng, xin cảm ơn. Khánh ơi, con hãy làm thủ tục cho anh con đi. À, bác sĩ này. Vâng ạ, có chuyện gì ạ bác? Bây giờ nhân viên ta có người mặc áo đẹp gì à, bác sĩ áo dài đẹp gì à? À, dạ, giới thiệu với bác, đây là chị Oanh, tổ trưởng tổ chăm sóc khách hàng của bệnh viện chúng cháu. Vâng. Dạ, chào bác, chúng mẹ cháu ơi, là tổ chăm sóc khách hàng của bệnh viện. Nhiệm vụ của chúng cháu đó là hướng dẫn giúp đỡ bệnh nhân trong quá trình khám và chữa bệnh, thủ tục được nhanh chóng, đỡ mất thời gian và tiếp nhận những phản hồi, những đóng góp ý kiến của người bệnh ạ. Ồ, tốt quá. Công nhận bây giờ bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc chúng ta thay đổi thật. Dạ, cảm ơn vâng bác. Vâng ạ. Và bệnh viện chúng cháu làm việc với phương châm nhanh chóng, kịp thời, an toàn và hiệu quả. Xin được chúc mừng đơn vị đến từ Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và xin mời các bạn sẽ cùng tiếp tục quay trở lại sân khấu để chúng ta cùng đến với phần thi ứng xử. Vâng ạ, để thuận tiện cho ban tổ chức có thể theo dõi cái đồng hồ thì xin mời các bạn sẽ đứng ở giữa đây ạ. Chúng ta sẽ đứng tránh đồng hồ ra để cho ban giám khảo có thể theo dõi. Các bạn sẽ đưa câu hỏi cho tôi ạ. Đơn vị đến từ Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc bốc được câu hỏi số 13. Và bây giờ sẽ là câu hỏi của các bạn.
Theo anh chị, để thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ nhân viên ngành y tế cần phải làm gì và liên hệ với bản thân? Xin mời các anh chị xích sang bên này một chút nữa để cho ban giám khảo có thể theo dõi cái đồng hồ ạ. Và tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng tiếp sức cho đơn vị của chúng ta đi ạ. Vâng, xin mời bạn sẽ cùng đến với phần trả lời của mình. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo, kính thưa hội thi, sau đây em đại diện cho Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc xin trả lời câu hỏi sau. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác chăm sóc và y tế là kim chỉ nam giúp cho Đảng ta xây dựng những điều căn bản về định hướng phát triển một nền y học tiên tiến và hiện đại để thực hiện tốt chỉ thị 05 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ nhân viên y tế cần phải làm. Đối với cán bộ nhân viên làm công tác vệ sinh phòng bệnh cần phải khắc phục khó khăn, nắm sát tình hình, đồng thời làm tốt công tác quần chúng, làm tốt tư tưởng quần chúng và tăng cường phối hợp với các đoàn ngành thể áp dụng các biện pháp vệ sinh và ngăn ngừa dịch bệnh, theo dõi sát và phát hiện kịp thời dập dịch nhanh chóng, ngăn ngừa các chống mọi hiện tượng ngại khó ngại khổ, quan liêu thờ ơ và thiếu cảnh giác và thiếu nhiệm vụ. Đối với cán bộ nhân viên làm công tác khám chữa bệnh cần có thái độ niềm nở, hòa nhã, quý trọng, lễ phép và thông cảm với người bệnh. Khi cấp cứu, khám chữa bệnh, làm thủ thuật thì phải nhanh chóng, kịp thời, tỉ mỉ và chính xác. Khi tiếp đón và chăm sóc, hướng dẫn về chế độ ăn, uống và vệ sinh thì phải cẩn thận và chu đáo. Không được thờ ơ, coi thường người bệnh và người nhà người bệnh. Không được đùn đẩy, gây phiền hà cho người bệnh. Không được tùy tiện, tắc trách để bỏ sót bệnh, nhầm lẫn và sai sót có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh. Đối với cán bộ công nhân làm công tác dược thì phải tăng cường tinh thần, nhấn mạnh tự lực, quyết tâm phấn đấu xây dựng, tăng thêm nguồn nguyên liệu, vật tư. Và đối với các trường đào tạo cán bộ y dược cần khắc phục khó khăn, đề cao trách nhiệm và dạy tốt, học tốt. Đối với cán bộ làm quản lý lãnh đạo, lòng yêu thương người bệnh phải đặt lên hàng đầu và có ở lề lối làm việc, có chương trình, có kế hoạch. Thưa quý vị, bản thân là một cử nhân gây mê hồi sức thì có nhiệm vụ làm dụng cụ và điều dưỡng viên chạy ngoài để thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thì trước hết em phải thực hiện tốt nhiệm vụ được đơn vị bàn giao như chuẩn bị kiểm tra dụng cụ và trang thiết bị và thuốc vật tư cho mỗi ca mổ và xác định lại bệnh người bệnh, vị trí hồ sơ bệnh án, loại phẫu thuật và chuẩn bị người bệnh trước mổ. Trong mổ em phải sắp xếp dụng cụ gọn gàng và đưa đúng động tác, đúng thời điểm cho phẫu thuật viên, đồng thời kiểm tra kim gạc và dụng cụ trước khi kết thúc cuộc phẫu thuật để không sót dị vật trong người bệnh. Ngoài ra em phải thực hiện nghiêm các quy định về pháp luật, quy định của ngành 12 điều y đức và quy chế cơ quan, thường xuyên học tập để rèn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ, đạo đức, quy tắc ứng xử và hướng tới phục vụ, thay đổi phong cách hướng tới phục vụ và hài lòng người bệnh. Em xin hết ạ. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe ạ. Vâng ạ. Đơn vị đến từ Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh lựa chọn được câu hỏi số 15 ạ. Và đây là câu hỏi của các bạn.
Anh chị hãy đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, góp phần xây dựng thương hiệu và uy tín của bệnh viện, liên hệ thực tiễn tại đơn vị anh chị đang công tác. Và bây giờ thì xin mời thời gian dành cho đơn vị Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh ạ. Thời gian các bạn bắt đầu. Cho phép em xin được gửi tới lời chào trân trọng tới quý vị đại biểu, ban giám khảo, toàn thể các anh chị em có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Em xin phép được trả lời câu hỏi của mình. Để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, góp phần tạo nên thương hiệu và uy tín của bệnh viện thì cần đồng bộ các giải pháp như sau. Thứ nhất là đổi mới phương thức hoạt động. Thứ hai, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính. Thứ ba, nâng cấp cơ sở hạ tầng. Thứ tư, đầu tư trang thiết bị y tế. Thứ tư, đầu tư trang thiết bị y tế. Thứ năm, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ. Thứ sáu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Kính thưa ban giám khảo, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh là đơn vị tự chủ trong ngành y tế đầu tiên bằng thực hiện cơ chế tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân lực và tài chính. Cán bộ, nhân viên đã nỗ lực hết mình bằng việc đột phá ứng dụng công nghệ thông tin, mà cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh bằng cách khi ốt tiếp nhận, triển khai bệnh án điện tử thông minh, ứng dụng phần mềm thông minh, thẻ khám chữa bệnh thông minh cho người bệnh, chữ ký số. Bên cạnh đó, bệnh viện còn nâng cấp cơ sở hạ tầng, bệnh viện đồng bộ hóa, khang trang, bệnh viện xanh sạch đẹp, 100% phòng bệnh của bệnh viện có điều hòa để cho người bệnh sử dụng, công trình vệ sinh khép kín, không có mùi. Các khoa phòng đều thực hiện tốt phong trào 5S. Bên cạnh đó, các trang thiết bị được đồng bộ thế hệ mới như máy siêu âm thế hệ mới, máy MRI, CT, lavabo xét nghiệm siêu âm giải phẫu bệnh. Hệ thống phòng mổ thì đạt tiêu chuẩn quốc tế. Thưa quý vị, bên cạnh đó, bệnh viện về công tác đào tạo thì chú trọng hàng năm sẽ có được đào tạo từ 30 đến 50 cán bộ được cử đi đào tạo học sau đại học và học lớp phương pháp cầm tay chỉ việc tại bệnh viện lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện cùng với sự hỗ trợ của tuyến trên phối hợp triển khai một số kỹ thuật của tuyến tỉnh và tuyến trung ương như phẫu thuật tán sỏi qua da bằng đường hầm nhỏ, phẫu thuật khớp háng, bán phần, toàn phần. Bệnh viện còn triển khai mời giáo sư khám chữa bệnh trực tiếp để tạo thuận lợi cho người dân được khám trực tiếp với giáo sư. Mỗi ngày bệnh nhân tiếp nhận từ 1.800 đến 2.000 bệnh nhân đến khám bệnh ngoại trú, có từ 600 đến 700 bệnh nhân điều trị nội trú và mỗi ngày có đến 30 đến 40 ca bệnh nhân phẫu thuật. Phòng công tác xã hội sẽ được bệnh viện thành lập và trong đó có tổ chăm sóc khách hàng hỗ trợ chăm sóc người, hỗ trợ cho người bệnh, lấy thông tin khách hàng khảo sát hài lòng người bệnh. Bằng sự quyết tâm của nỗ lực không ngừng của cán bộ, nhân viên y tế, bệnh viện đã xây dựng được thương hiệu và uy tín. Trong năm qua, bệnh viện đã tiếp đón đến 30 đoàn đơn vị các bạn tham quan, học tập và chia sẻ kinh nghiệm tại bệnh viện. Thưa quý vị, để duy trì thay đổi, để duy trì thương hiệu và uy tín của bệnh viện, thì bệnh viện sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu từng bước đạt bệnh viện thông minh, chuyên nghiệp và hiện đại, thực hiện bệnh viện thông minh, đổi mới an toàn, hài lòng người bệnh. Em xin kết thúc trả lời câu hỏi của mình. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Xin mời Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc và Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh, chúng ta sẽ cùng đứng lại gần nhau đúng không ạ? Hai đơn vị sẽ vào ở giữa đi ạ. Ở giữa. Đây. Và thưa quý vị, ngay lúc này đây, chúng ta sẽ cùng đến với giải nhì ạ. Tất cả quý vị đoán là ai sẽ là đơn vị đạt giải nhất vào hội thi chúng ta? Ai sẽ là đơn vị đạt giải nhất ạ? Thành phố Vinh ạ. Và ai nữa? Ai ạ? Đơn vị Nghi Lộc đúng không ạ? Chúng ta chỉ có hai đơn vị thôi ạ.
Tôi đã nghe một bên này thì dự đoán Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc, một bên này thì dự đoán Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh. Và khi mà Thu Hằng sẽ công bố đơn vị đạt giải nhì thì cũng đồng nghĩa là chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho đơn vị đạt giải nhất, đúng không ạ? Và xin được nói lời chúc mừng đơn vị Bệnh viện Đa khoa. Tôi sẽ công bố số điểm trước ạ. Với số điểm phần thi ứng xử là 107,5, phần thi tiểu phẩm là 463, tổng điểm 570,5. Xin được nói lời chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc đạt giải nhì. Vâng ạ, cũng có nghĩa là Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh của chúng ta đã đạt giải nhất ạ. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Vâng ạ, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An sẽ lên sân khấu để trao giải nhì cho đơn vị đạt giải nhì của hội thi chúng ta. Đó chính là Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc ạ. Xin mời Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc sẽ tiến lên phía trước ạ. Vâng, và hãy cùng chúng tôi dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng đơn vị đến từ huyện Nghi Lộc ạ. Và xin được trân trọng kính mời ông Trần Minh Tuệ cũng sẽ tiếp tục nán lại sân khấu ạ. Vâng, và ngay lúc này đây hãy cùng chúng tôi dành những tràng pháo tay thật lớn hơn đi ạ. Xin được chúc mừng đơn vị đến từ Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh. Và xin được trân trọng kính mời ông Trần Minh Tuệ sẽ trao giải nhất cho đơn vị đến từ Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh. Thưa quý vị, và cũng khi kết thúc hội thi của chúng ta ngày hôm nay tại cụm thi số 2 thì đơn vị đến từ Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc và Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cũng sẽ tiếp tục tham dự với hội thi sân khấu hóa về tuyên truyền cán bộ ngành y tế đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh tại cụm thi tỉnh ạ. Vâng, xin được nói lời chúc mừng Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh và xin trân trọng cảm ơn ông Trần Minh Tuệ ạ. Và xin mời ông Trần Minh Tuệ sẽ nán lại sân khấu để chụp ảnh lưu niệm cùng với các thành viên trong ban tổ chức. Ngay lúc này đây chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các thành viên trong ban giám khảo sẽ lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm ạ.